À, xin kính chào các bạn và các vị. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái video đó là hãy đi tìm xem là cái sự hiểu biết công nghệ của những người xung quanh chúng ta như nào, xem họ có quan tâm gì về thế giới công nghệ không. Đây là mình có một chiếc máy tính bảng ở Asus và cái sản phẩm này là ZenPad 8 đi kèm với một cái cover audio cho phép chúng ta có thể sử dụng nó như là một hệ thống loa ngoài riêng biệt. Tuy nhiên thì có vẻ như là chưa nhiều người biết đến điều này, vậy thì cùng phỏng vấn các bạn đoán xem là cái sản phẩm này có độc đáo và có lạ hay không. Khi sử dụng máy tính bảng, các bạn dùng tính năng nào là nhiều nhất? Chơi game, lướt web hay xem phim? Mình thì là hay dùng để xem phim. Xem phim và chơi game ạ. Lướt web hoặc là chơi game. À, xem phim và lướt web. Cái yếu tố như màn hình và loa ngoài, các bạn đã thấy hài lòng chưa? Âm thanh thì rất là tốt, tại vì nó có cái sự khác biệt với cả những cái khác. Em hài lòng về độ sáng và độ nét và góc nhìn của nó rất là tốt. Mình nghĩ là màn hình nó cần phải to hơn một tí nữa. Cái này thì cảm thấy nó hơi nhỏ. Và âm thanh của nó thì nghe cũng rất là trong. Và nó cũng có hơn một chút so với cái máy em đang dùng. Sau khi lắp cái loa ngoài vào thì em thấy cái thiết kế này đâu có chưa, có độc đáo hay không, và cái hữu ích của loa chất lượng này mình đang Theo em thấy thì chưa thấy hãng nào làm cái cover mà lắp thêm loa vào. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy, thì em thấy nó rất là độc đáo và khác biệt, rất là hữu ích. Chất lượng âm thanh cải thiện rất là nhiều ạ. Âm lượng loa lớn và rõ ràng ạ. Khi mà mình đi cùng bạn hoặc là vào một số cái chỗ nào mà có nhiều người thì sẽ giúp là âm thanh nó sẽ nhiều hơn và mọi người có thể nghe được âm nhạc hay là... Bây giờ mình hỏi tiếp câu cuối là các bạn đoán hay là máy tính bảng của nhà xuất nào và khoảng giá bao tiền các bạn cho là cả hai sản phẩm này? Nó là của Asus. Kể như này thì em thấy nó hơi giống với LG. Asus 9,5 triệu. Cả loa cả máy thì em đoán dự đoán sản phẩm này là khoảng 7 triệu đồng ạ. Khoảng 7-8 triệu. Tầm nếu mà cả bao da ấy thì là 20 triệu. Như vậy chúng ta đã được lắng nghe các bạn ấy chia sẻ về cái thiết bị Asus ZenPad. Phần lớn là đều cho rằng là nó độc và lạ. Mà nói thẳng mẹ là nó độc và lạ thật, chứ không ông nào làm cả. Tuy nhiên mức giá của nó thì dễ chịu hơn rất nhiều như các bạn đang thấy trên màn hình. Chỗ này. Nói chung là mức giá nó hết sức phù hợp với học sinh sinh viên và cho anh em cái trải nghiệm khi mà xem phim lướt web thì cực kỳ là đã. Mà tất nhiên là về ban đêm thì mình không khuyến khích anh em xem phim đen bằng cái thể loại này vì loa to quá. Và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các series tiếp theo.